năm 1946 bắt đầu bằng cuộc tổng tuyển cử toàn quốc được tổ chức vào ngày 6 tháng 1 cùng với không khí của mùa xuân độc lập. Cành đào Tết cắm trên bàn thờ Tổ quốc, Tết độc lập đầu tiên của đất nước thật đầm ấm và thiêng liêng. Sau hàng ngàn năm dưới chế độ phong kiến và hơn 80 năm dưới ách đô hộ của thực dân, người dân Việt Nam lần đầu tiên được cầm lá phiếu bầu ra những người có đức, có tài, đại diện cho quyền lợi của mình vào quốc hội. Sau khi tuyên bố độc lập một ngày thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra sắc lệnh để tiến hành bầu cử. Tôi nghĩ là trong thế giới tôi cũng đã nghiên cứu thì chưa có một nước nào vừa giành được độc lập, một tuyên ngôn độc lập một ngày đã có sắc lệnh để tiến hành bầu cử. Cuộc tổng tuyển cử thành công với 89% số cử tri đi bầu. Bầu ra Quốc hội khóa 1 với 403 đại biểu. Trong đó số đại biểu được bầu là 333 người. Với chủ trương của Việt Minh về hòa hợp dân tộc, tập trung lực lượng kháng chiến chống Pháp, một thỏa thuận đã đạt được giữa Việt Minh với Việt Quốc Việt Cách cho phép hai đảng này có số đại biểu không qua bầu cử là 70 người. Thành phần đại biểu Quốc hội khóa 1 bao gồm 10 đại biểu nữ, 34 đại biểu dân tộc thiểu số, 61% là trí thức, 0,6% là công kỹ nghệ gia, 0,5% là buôn bán, 0,6% là thợ thuyền, 22% là nông dân, 43% là không đảng phái. Với cái lòng yêu nước, với một cái không khí dân chủ, là công dân của một cái nước độc lập, thì có thể nói là toàn dân tham gia bầu cử. Và cái cuộc bầu cử đó rất là dân chủ. Điển hình là ứng cử viên như Hà Nội bầu có 6 đại biểu thôi mà ứng cử viên tới 74 vị. Thế như vậy nó rất là đặc biệt mà vẫn chọn đúng 7 vị xứng đáng nhất. Quốc hội khóa 1 đã thông qua danh sách chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Quốc hội đã thông qua Hiến pháp 1946, hiến pháp đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, trong đó khẳng định nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hòa, tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, trai gái, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo. Những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia sẽ đưa ra nhân dân phúc quyết. Cái đầu tiên chúng ta phải ghi nhận là Hiến pháp năm 1946 xác lập chủ quyền nhân dân. Bởi vì người dân bầu ra hiến pháp, bầu ra quốc hội nhé. Xong quốc hội mới thông qua hiến pháp. Và hiến pháp đó là quy định ấy, là muốn sửa hiến pháp là phải đưa ra toàn dân phúc quyết. Cái chuyện liên quan đến hiến pháp, cái luật cơ bản nhất của đất nước ấy, thì phải người dân thông qua. Nó xác lập một cái thời đại mới cho đất nước chúng ta. Đó là một cái thời đại của dân chủ và cộng hòa. Hiến pháp xác định tất cả công dân đều ngang quyền về mọi phương diện, chính trị, kinh tế, văn hóa, công dân đều bình đẳng trước pháp luật, được tham gia chính quyền và công cuộc kiến quốc, có quyền tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức và hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do cư trú. Tổng tuyển cử thành công và việc ra đời Hiến pháp 1946 là bước đi quan trọng tạo điều kiện thuận lợi để chính phủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tập hợp, đoàn kết và động viên sức mạnh toàn dân vào cuộc kháng chiến giữ vững nền độc lập non trẻ. Tuy nhiên, tình hình Việt Nam vẫn vô cùng phức tạp và đầy nhiễu loạn bởi thù trong giặc ngoài. Miền Bắc, 18 vạn quân Tưởng với danh nghĩa giải giáp quân đội Nhật nhưng có mục đích hết sức rõ ràng: giết Cộng, cầm Hồ, giết Cộng sản và bắt giữ Hồ Chí Minh. Ở miền Nam, quân Viễn Chinh Pháp tấn công quấy rối, phá hoại thành quả cách mạng và mưu đồ mang quân ra Bắc. Trên thực tế, tiếng súng kháng chiến ở Nam Bộ đã nổ từ ngày 23 tháng 9, 1945. Trước tình hình đó, ngay từ cuối tháng 12, 1945,
chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và phía Pháp đã có những cuộc đàm phán bước đầu. Ông Hoàng Vĩnh Thành, nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Úc, con trai cố Bộ trưởng Ngoại giao Hoàng Minh Giám, người đã trực tiếp tham gia các cuộc đàm phán với phía Pháp cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thời điểm lịch sử này, cho biết. Cuối tháng 12 năm 45 thì đã bắt đầu diễn ra những cái cuộc đàm phán giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thanh Tân Y và phía Việt Nam giúp việc là cụ Hoàng Minh Giám và phía Pháp là có Léon Pignon là cố vấn chính trị của cao ủy Pháp ở Đông Dương lúc đó đóng ở trong Sài Gòn. Thế thì tất cả các cái theo như lời kể của cụ Hoàng Minh Giám thì tất cả các cái cuộc đàm phán đều diễn ra từ sau 8 giờ tối. Ngày 5 tháng 3, 1946, hạm đội Pháp tiến vào cảng Hải Phòng. Sáng ngày 6 tháng 3, 1946, quân Tưởng nổ súng vào tàu chiến Pháp ở Hải Phòng, giao tranh thiệt hại cả hai bên. Trước tình hình thù trong giặc ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phá vỡ thế bế tắc, ký với đại diện Pháp Saint-Denis hiệp định sơ bộ. Lúc đó chắc là tầm độ 4-5 giờ sáng thì cụ Hồ có nêu ra một cái ý tưởng và cụ nói với lại Thường vụ Trung ương là tôi đề ra một cái lối thoát là nếu họ không công nhận được ta là một nước độc lập, tức là tiếng Pháp nó là Independence và tiếng Anh là Independence, thế thì bây giờ sẽ công nhận Việt Nam là một nước tự do, là Liberté hay là Liberal, thì cái bản thân cái chữ tự do đó nó phải đi kèm với lại một cái định nghĩa nữa thì nó mới có đầy đủ cái ý nghĩa, đó là chính phủ Pháp công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một quốc gia tự do trong Liên Hiệp Pháp và Liên bang Đông Dương, có quốc hội, có chính phủ, có quân đội, có tài chính riêng. Thế thì với những cái quy định là có quốc hội, có quân đội, có chính phủ, có tài chính riêng thì đấy thực sự là cái gì? Đấy chính là cái quyền nội trị của một quốc gia. Tại ngôi nhà số 38 Lý Thái Tổ, Hà Nội, ngày 6 tháng 3, 1946 đã diễn ra lễ ký kết Hiệp định sơ bộ với một số nội dung chính. Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một quốc gia tự do, có chính phủ, có nghị viện, có quân đội, có tài chính của mình, nằm trong Liên bang Đông Dương và khối Liên Hiệp Pháp. Nước Việt Nam thuận để 15.000 quân Pháp vào miền Bắc Việt Nam thay thế quân đội Trung Hoa giải giáp quân Nhật. Số quân Pháp này sẽ phải rút hết trong thời hạn 5 năm, mỗi năm sẽ rút 1/5. Cuộc đàm phán chính thức sẽ tiến hành tại Hà Nội, Sài Gòn hoặc Paris với nội dung quan hệ ngoại giao của Việt Nam với nước ngoài. Với những điều khoản của Hiệp định sơ bộ, quân đội Tưởng Giới Thạch không còn lý do gì để ở lại Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi Hiệp định được ký kết, một số lực lượng chính trị phản động đã xuyên tạc bôi nhọ chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bức thư gửi đồng bào Nam Bộ, Bác Hồ tuyên bố, Hồ Chí Minh không phải là kẻ bán nước. Ngày 15 tháng 6, 1946, tên lính quân đội Tưởng cuối cùng rời khỏi Việt Nam. Pháp vẫn không từ bỏ dã tâm chiếm lại Việt Nam. Chúng liên tục gây hấn với chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Hà Nội, Nam Bộ và nhiều địa phương khác. Mặt khác, Pháp cấu kết với các lực lượng phản động trong nước, hòng tổ chức bạo loạn, lật đổ chính quyền. Kế hoạch đảo chính chính phủ Hồ Chí Minh do Trương Tử Anh, Chủ tịch Quốc dân Đảng soạn thảo như sau. Vào ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7, 1946, khi quân Pháp diễu binh qua Bắc Bộ Phủ, Quốc dân Đảng sẽ tổ chức ném lưu đạn vào tốp lính da đen, gây tiếng nổ và đổ máu. Lấy cớ đó, Pháp sẽ đổ lỗi cho ta chống lại quân đồng minh và cho quân ập vào Bắc Bộ Phủ bắt toàn bộ chính phủ, đánh chiếm các cơ quan đầu não của nhà nước, tuyên bố đảo chính và lập ngay chính phủ Quốc dân Đảng Việt Nam thay thế. Cùng lúc đó, tại Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh và phái đoàn chính phủ ta cũng sẽ bị bắt giữ. Kế hoạch đảo chính này được tướng Valois, tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương chỉ đạo. Càng gần ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7, tình hình càng căng thẳng và vô cùng nguy hiểm.
Cùng thời điểm đó, cơ sở của ta báo tin tại trụ sở số 132 Duy Vigno, các đối tượng phản động đã in xong lời hiệu triệu quốc dân và truyền đơn kêu gọi lật đổ chính quyền sẽ được chuyển đi trong sáng ngày 12 tháng 7. Trong tình thế đó, ngay sau khi có lệnh của Trung ương và Chính phủ, lực lượng công an lập tức tổ chức khám xét trụ sở 132 Duy Vigno, nay là phố Bùi Thị Xuân của Quốc dân Đảng, đột nhập cơ sở số 7 Ôn Như Hầu, bắt giữ đối tượng cầm đầu và thu nhiều tài liệu chứng cứ về âm mưu và tội ác của chúng. Kết quả trấn áp, ta đã khám xét 41 trụ sở công khai và bí mật, bắt gần 300 tên, thu toàn bộ phương tiện và tài liệu phản cách mạng, đập tan cuộc đảo chính trước khi nó nổ ra, theo kế hoạch đúng 48 giờ. Cái vụ án Ôn Như Hầu này, nó có một ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt khuếch trương lòng tự tôn dân tộc. Có thể nói, trước mọi kẻ thù, dù lớn mạnh nham hiểm bao nhiêu, người Việt Nam dưới thời đại Hồ Chí Minh vẫn có đủ khả năng và điều kiện đập tan được. Đây là những hình ảnh tư liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp cao ủy Pháp Đắc Giang Lê ngày 24 tháng 3, 1946 trên tàu tuần dương hạm Emil Bertang ở Vịnh Hạ Long. Hai bên nhất trí sẽ có một phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sang Pháp để đàm phán tại Paris. Nhân dịp này, chính phủ Pháp mời Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm chính thức nước Pháp. Ngày 31 tháng 5, 1946, sau 40 năm, anh ba phụ bếp trên tàu Amiral Latouche de Treville trở lại Pháp với tư cách Chủ tịch nước Việt Nam độc lập. Phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Thủ tướng Phạm Văn Đồng dẫn đầu cũng lên đường đi Pháp để đàm phán với chính phủ Pháp tại hội nghị Fontainebleau. Đây là lâu đài Fontainebleau, một quần thể kiến trúc thời Phục Hưng, bao gồm các cung điện, sân chơi, nhà hát và công viên cách Paris khoảng 60 km. Đã hơn 70 năm kể từ khi tổ chức hội nghị Fontainebleau, lâu đài hầu như còn nguyên vẹn. Phái đoàn Việt Nam khi đó gồm trưởng đoàn Phạm Văn Đồng và các thành viên Phan Anh, Bửu Hội, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Văn Huyên, Trịnh Văn Bính và các đồng chí khác. Chính quyền mới của Pháp theo đường lối cứng rắn dùng sức mạnh để giải quyết mối quan hệ với Việt Nam. Ngày 1 tháng 6, 1946, cao ủy Đắc Giang Lê cho ra đời cái gọi là Chính phủ lâm thời Cộng hòa Nam Kỳ tự trị, hòng tách Nam Bộ ra khỏi Việt Nam. Trong quá trình đàm phán, phái đoàn Việt Nam theo đuổi các mục tiêu về độc lập chính trị và thống nhất ba miền. Việt Nam trong Liên Hiệp Pháp là sự hợp tác tự do và bình đẳng về mọi mặt, còn trong Liên bang Đông Dương chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế và tài chính. Tuy nhiên, quan điểm của phái đoàn Pháp chỉ xét Việt Nam là quốc gia tự trị hay độc lập trong khuôn khổ Liên Hiệp Pháp, còn Liên bang Đông Dương là một liên hiệp các quốc gia tự trị trong Liên Hiệp Pháp. Về ngoại giao, Pháp muốn Việt Nam chỉ quan hệ với Pháp, còn Việt Nam muốn có bộ ngoại giao riêng. Điểm gây nhiều tranh luận nhất là chính phủ Pháp đã đơn phương tán thành việc thành lập Nam Kỳ Quốc, tách rời khu vực này khỏi những phong trào độc lập ở hai miền Bắc và Trung. Hội nghị Fontainebleau kéo dài từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 13 tháng 9, 1946 và thất bại. Những ngày ở Paris, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai nhiều hoạt động với nhiều hình thức phong phú nhằm tăng cường tình hữu nghị và đoàn kết quốc tế, sự hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Pháp, bạn bè và nhân dân các nước trên thế giới. Ngày 17 tháng 8, 1946, trả lời phỏng vấn báo France Tireur, Bác Hồ nói: "Tôi không muốn trở về Hà Nội tay không. Tôi muốn khi trở về nước sẽ đem về cho nhân dân Việt Nam những kết quả cụ thể với sự cộng tác chắc chắn mà chúng tôi mong đợi ở nước Pháp."
ngày 14 tháng 9 1946, với hy vọng cứu vãn tình hình, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Moutet, đại diện chính phủ Pháp, ký bản tạm ước như một nỗ lực cuối cùng nhằm cứu vãn nền hòa bình đang bị đe dọa. Bản tạm ước gồm 11 khoản. Nội dung cơ bản của bản tạm ước là sự thỏa thuận tạm thời giữa ta và Pháp về một số vấn đề bức thiết có tính bộ phận. Chính phủ Pháp phải thi hành các quyền tự do dân chủ và phải ngừng bắn ở Nam Bộ. Chính phủ ta tạm thời nhân nhượng thêm cho Pháp một số quyền lợi về kinh tế và văn hóa ở Việt Nam, quy định thời gian tiếp tục cuộc đàm phán Việt-Pháp vào tháng 1 năm 1947. Ngày 18 tháng 9, 1946, từ quân cảng Toulon, người rời nước Pháp trên chuyến hạm Dumont-Durville về nước. Ngày 20 tháng 10, năm 1946, Bác về đến Hải Phòng. Thực dân Pháp bội ước, quyết tâm chiếm nước ta một lần nữa. Pháp đã tổ chức nhiều vụ gây hấn ở Lai Châu, Bắc Ninh, Hồng Gai, Hải Dương và ngay tại thủ đô Hà Nội. Đặc biệt nghiêm trọng là Pháp đã tấn công Hải Phòng, Lạng Sơn. Pháp là nổ súng ở Hải Phòng và Lạng Sơn, thể hiện là Pháp muốn bịt hai con đường giao thông chiến lược. Một là đường thủy, cửa ngõ của chúng ta ở phía Bắc là Hải Phòng, để vừa bịt chúng ta mà vừa dễ dàng đưa lực lượng Pháp triển khai từ Hải Phòng ra Hà Nội, và những nguồn tiếp tế của Pháp qua đường biển, có thể cả đường không, từ Hải Phòng ra Hà Nội. Thứ hai là Pháp cũng bịt con đường Lạng Sơn là đường bộ, sợ rằng là nếu không chặn cái đường bộ này thì quân của Pháp khi triển khai không an toàn. Ngày 20 tháng 11, 1946, quân đội Pháp gây hấn tấn công các vị trí quan trọng trong thành phố Hải Phòng như Sở Thuế Quan, Nhà Hát Lớn, Nhà Ga, Sở Bưu Điện, Nhà Máy Đèn, Nước, Ủy ban Hành Chính thành phố. 10 giờ sáng ngày 23 tháng 11, quân Pháp nổ súng tấn công ta. Các lực lượng vũ trang Hải Phòng đánh trả địch quyết liệt. Trưa 23 tháng 11, qua Đài Tiếng Nói Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi bộ đội và tự vệ phải sẵn sàng bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, bảo vệ tính mạng tài sản của ngoại kiều. Chính phủ luôn đứng sát với toàn thể đồng bào để giữ gìn đất nước. Quân dân Hải Phòng đã chiến đấu hy sinh anh dũng bảo vệ Nhà Hát Lớn thành phố, nhà ga, trụ sở công an xung phong, sân bay Cát Bi, trại bảo an binh, ngã tư Lạch Tray, An Dương, Cầu Đất, Cầu Niệm, Cầu Rào, Lạc Viên. Về trận đánh ở Hải Phòng, tướng Giáp đánh giá: kinh nghiệm Hải Phòng chỉ cho ta thấy rất có thể kháng chiến trong thành phố. Và trận chiến đấu anh dũng tại Hải Phòng đã có tác dụng của một cuộc tổng diễn tập thực sự, chuẩn bị cho trận đánh kéo dài nhiều ngày ở thủ đô Hà Nội xảy ra sau đó một tháng. Ngày 19 tháng 12, 1946, tướng Pháp Molière ngỗ ngược gửi tối hậu thư đòi tước vũ khí của lực lượng vũ trang Việt Nam. Tại căn nhà nhỏ này giữa làng lụa Vạn Phúc, Hà Đông, ngày 18-19 tháng 12 năm 1946, Hồ Chủ tịch đã chủ trì hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng mở rộng, quyết định phát động cuộc kháng chiến chống Pháp trên toàn quốc. Đây là nơi Bác viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Ngày 19 tháng 12, 1946, từ Hang Trầm, Chương Mỹ, Hà Tây, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ. Lần đây, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa, không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Pháo Đại Láng. Hơn 70 năm trước, đêm ngày 19 tháng 12 năm 1946, nơi đây nổ phát súng đầu tiên vào thực dân Pháp, mở đầu ngày toàn quốc kháng chiến. Quyết định đưa dân tộc bước vào cuộc kháng chiến được đưa ra khi mọi nỗ lực đàm phán hòa bình đã không thể cứu vãn được tình thế trước sự ngang ngược
và dã tâm cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp. Ngay sau lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch, Tổng chỉ huy lực lượng vũ trang Võ Nguyên Giáp ra mệnh lệnh: Tổ quốc lâm nguy, giờ chiến đấu đã đến. Cả dân tộc vùng đứng dậy bằng tất cả sức mạnh của những con người vừa được trút khỏi cuộc đời nô lệ, được là dân của nước độc lập. Khi có cái lời ấy thì tất cả dân Hà Nội sục sôi phấn khởi lắm, phấn khởi để mà đánh giặc. Cho nên họ không tiếc gì, sẵn sàng hy sinh tất cả trong gian của cải vật chất, sẵn sàng để cho cuộc kháng chiến. Tự vệ các người là tập luyện quân sự các thứ, ghê lắm. Nên là những cái tôi còn nhớ, tôi lúc bây giờ tôi ở ngoài bãi Phúc Tân, các thợ rèn lúc bây giờ là phát triển nhiều, là toàn đánh dao gầm mã tấu các thứ, rèn các thứ để làm tự trang bị vũ khí cho mình. Thế còn giường tủ bàn ghế các thứ, tất cả thậm chí cả bàn thờ dân bỏ ra hết để làm chướng nghệ vật. Hà Nội lập chiến lũy, thề quyết tử để tổ quốc quyết sinh. 60 ngày đêm chiến đấu trong lòng Hà Nội là bản hùng ca mở đầu cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc. Các chiến sĩ trung đoàn thủ đô quả cảm đã lao vào cuộc chiến đấu bảo vệ Hà Nội thân yêu với lực lượng, vũ khí và trang bị rất chênh lệch so với kẻ thù. Thế của nó là thế rất mạnh. 6.500 quân ở trong thành và thầu 7.000, như thế là giao Pháp Kiều ở dài rác trong thành phố, thì nó đều cho ở xen kẽ và các nơi đóng quân người ta, các cái khu vực và tác chiến quan trọng. Về với trang bị thì nó có những các cái xe tăng, rồi có xe thiết giáp, rồi có vấn đề là không quân, có hải quân ở trên sông Hồng, một cái lực lượng có thể nói là tương quan lực lượng quá chênh lệch. Trung đoàn thủ đô đã chiến đấu gần 200 trận, giết và làm bị thương hàng ngàn địch, phá hủy nhiều vũ khí và phương tiện chiến tranh, giam chân địch trong thành phố. Những dãy nhà được đục thông để trở thành chiến lũy liên hoàn. Những chàng trai cô gái của trung đoàn thủ đô với bom ba càng, súng trường và mã tấu bám trụ trên từng ngõ phố, gốc cây, kiên quyết không rời trận địa. Tôi lại sợ ra sơ tán. Tôi không đi sơ tán, mà tôi cũng không muốn đi sơ tán, muốn ở lại với có một số chị mà dạy tôi đấy, dạy cái cách bó băng bó, rồi dạy cái cách khiêng cáng đó. Là vì tôi cũng nghĩ là đã được học rồi, được biết, được đi gọi là đi tập huấn đấy, là được đi nghe những cái chuyện không tốt của bọn địch, thế cho nên tôi cũng muốn ở lại để chiến đấu. Bọn Pháp không có ngày nào không cho xe và lính đến nơi bắn vào những cái vật chướng ngại như thế để ta phải rút lui. Nhưng mà Pháp đến bắn thì ta lui vào trong nhà, nó đi ta lại ra phá, lại ra đáp lại, và nhất là ban đêm thì bọn Pháp đành phải chịu vậy, không dám ăn. Chính phủ xây dựng lực lượng kháng chiến về mọi mặt, lập ủy ban kháng chiến hành chính, thực hiện kháng chiến kiến quốc. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, sau một lời kêu gọi, cả dân tộc từ Bắc đến Nam nhất tề đứng lên, muôn người như một với quyết tâm trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi. Chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài, các cơ quan, đảng, chính phủ, đoàn thể bắt đầu sơ tán lên Việt Bắc. Cả nước thực hiện tiêu thổ kháng chiến, vườn không nhà trống, tản cư cũng là kháng chiến, phá nhà cửa đường xá cầu cống. Đoàn người gồng gánh đi kháng chiến, để lại phía sau những đám cháy tiêu thổ lang mạc. Cuộc kháng chiến 9 năm bắt đầu.